Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển sách toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều, đó là bài Gam các bạn nhé. Các em nhìn vào đây chúng ta thấy hình ảnh có một bạn, chắc là bạn này đi vào siêu thị đúng không? Đấy, chúng ta sẽ hoặc là mẹ mua về đây, cũng có thể là mẹ mua về. Chúng ta thấy mẹ mua về hai loại trái cây, chúng ta có cam và mít ở đây. Cam thì người ta ghi cái khối lượng là bằng 10 kg. Cái đơn vị kg này thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà ở đây bên mít thì người ta lại ghi 800 và chữ g nhỏ đây. Như vậy ý nghĩa của cái này là gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học sang bài gam. Đây chính là viết tắt của chữ gam đấy các bạn. Vậy gam thì nó cũng là một cái đơn vị đo khối lượng. Đấy, gam là đơn vị đo khối lượng. Nó là một dạng đơn vị giống như là kg đấy, đúng không? Nhưng mà gam thì nó nhỏ hơn thôi. Đấy, gam thì viết tắt là chữ G. Cứ 1 kg thì chúng ta sẽ đổi ra bằng 1.000 g. 1.000 g mới bằng được 1 kg đây các bạn. Và đây là các em nhìn thấy một số các cái quả cân. Chúng ta có quả cân 1 g này, 2 g, 5 g, 10 g. Đấy, quả cân 20 g, quả cân 50 g, quả cân 100 g, 200 g hay là quả cân 500 g. Vậy đối với bài này thì các em nhớ cho cô là chúng ta có trong cái đơn vị đo khối lượng thì các em đã học kg rồi, thì ở bài hôm nay chúng ta có một cái đơn vị nữa, đó là đơn vị là gam. Và gam này thì nó nhỏ hơn kg rất là nhiều lần đúng không? Đấy, 1 kg đổi ra được những 1.000 g, các bạn nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần bài tập. Đây, bài tập, chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập số 1 các bạn. Ở bài tập số 1 là mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam? Cân nặng bao nhiêu gam? Các em quan sát ở cái hình đầu tiên này. Ở hình đầu tiên này thì chúng ta thấy là có hình là các cái củ tỏi và bên này là có các cái quả cân. Cái cân này là cân thăng bằng. Khi mà cái mũi tên này nó chỉ vào vị trí chính giữa này này, đây, tức là khối lượng của hai bên bằng nhau. Đấy, như vậy khi mà mũi tên chỉ ở giữa này, tức là cái cân nặng của các cái củ tỏi này nó sẽ bằng với cân nặng của ba quả cân này. Vậy ba quả cân này thì các em tính ra khối lượng nó bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 100 kg, các em cộng 100 g, xin lỗi các bạn, đây là 100 g. Kem cộng thêm với 20 g, cộng thêm với 10 g thì sẽ ra được khối lượng của cái đĩa cân phía bên phải. Đúng không nào? Như vậy chúng ta có 100 cộng với 20 bằng 120. 120 cộng thêm 10 nữa bằng 130. Như vậy bên phải này là bằng 130 g. Và bên trái này nó cân bằng, thăng bằng với bên phải, tức là khối lượng hai bên bằng nhau. Vậy bên này chúng ta vừa tính ra bằng 130 g thì cái củ tỏi bên này cũng là gì? 130 g. Như vậy ở đây các em sẽ chúng ta sẽ trả lời là cân nặng của củ tỏi bằng bao nhiêu? Bằng 130 g các bạn. Đấy. Các củ tỏi này là cân nặng 130 g. Các em sẽ chọn đáp án là C ở đây. Đấy. Cô nhắc lại là cân nặng của các củ tỏi là bằng 130 g. 130 g này lấy ở đâu ra? Các em sẽ lấy 100 g cộng với 20 g cộng tiếp với 10 g thì sẽ ra bằng 130 g. Như vậy chúng ta đã trả lời đúng được câu hỏi này rồi nhé. Đấy, chúng ta vừa trả lời đúng rồi. Tiếp theo sang cái hình tiếp theo. Sang hình tiếp theo là các em thấy chúng ta có một số các cái quả chanh ở đây. Và cân nặng của cái túi chanh này bằng bao nhiêu? Đúng không? Vậy ở đây này, đây là chúng ta có 100 g này, 200, 300, 400. Và đến đây thì cái kim này nó ở giữa số 400 g và 500 g, ở chính giữa luôn, ở chính giữa luôn. Như vậy giữa 400 g, ở chính giữa của 400 g và 500 g thì nó chính là 450 g các bạn. Đây, cái này ở chính giữa như thế này, tức bằng 450 g. 450 g thì ở đây các em sẽ trả lời là cân nặng của túi chanh, túi chanh cân nặng là 450 g. 450 g các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án B. Được không? Đấy, nó ở chính giữa của 400 và 500 thì em sẽ chọn 450 g. Ta kiểm tra. Đấy, như vậy câu trả lời của ta là chính xác. Có nhớ lại ở đây là
cân nặng của túi cam là 450 g. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Chúng ta có một túi cà chua và ở đây thì người ta dùng cân điện tử các bạn. Cân điện tử thì nó hiện luôn cái số ở đây. Đấy. Vậy cân điện tử ở đây là bằng bao nhiêu? À, cân điện tử các bạn thấy nó hiện số 820 g. Đây rõ ràng nhìn đây thấy 820 g thì đáp án của chúng ta chính là đáp án A luôn, 820 g. Kiểm tra chính xác rồi đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã đi tìm được cân nặng của các cái túi hoa quả rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp theo là cái gì đây. Người ta hỏi các bạn là túi nào ở câu A là nặng nhất. Như vậy nhắc lại này, chúng ta có cái túi đựng các củ tỏi này, túi tỏi này thì nặng là 130 g. Đúng chưa? Lúc nãy chúng ta có các túi tỏi này là nặng 130 g. Túi thứ hai thì cân nặng là 450 g. Túi thứ ba cân nặng là 820 g. Như vậy trong ba túi đấy, túi nào là túi nặng nhất? À, túi 3 820 g sẽ là nặng nhất. Bởi vì chúng ta so sánh chúng ta thấy là 820 thì sẽ lớn hơn 450, lớn hơn 130. Như vậy cái túi này là túi nặng nhất. Vậy chúng ta sẽ trả lời là túi nặng nhất chính là túi 3. Các em sẽ trả lời túi 3 là túi nặng nhất. Đấy, túi 3 là túi nặng nhất. Như vậy, cô nhắc lại toàn bộ bài tập số 1. Bài tập số 1, các em sẽ trả lời là túi tỏi này. Túi tỏi cân nặng 130 g. Túi thứ hai là túi chanh. Túi chanh cân nặng 450 g. Túi 3, túi cà chua cân nặng 820 g. Sang nhìn B, túi nặng nhất chính là túi 3, tức là túi cà chua. Đây, túi nặng nhất chính là túi cà chua, sẽ là túi nặng nhất. Ai chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 1. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 2. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được bài tập số 1 rồi đấy các em. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2 nhé. Ta có bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn là điền số vào phần hỏi chấm. Chúng ta cần đổi 1 kg bằng bao nhiêu gam? Đấy, 1.000 g đổi ngược lại bằng bao nhiêu kg? Và chúng ta có một số các cái phép tính ở đây. Bây giờ, như phần lý thuyết các em đã học thì chúng ta biết là 1 kg thì bằng 1.000 g. Các bạn sẽ điền 1.000 g vào. Cái này thì các em đã học ở phần lý thuyết rồi. Đấy, 1 kg bằng 1.000 g. Ngược lại, 1.000 g thì sẽ bằng 1 kg. Sang ý B. Ý B là 356 g cộng với 400 g. Đều là đơn vị là gam rồi. Các em lấy phần số 356 các bạn cộng với 400. 356 cộng với 400 này, ta có là 6 cộng với 0 thì vẫn bằng 6 này. Sang hàng chục này, 5 cộng với 0 này thì bằng 5 này. Sang hàng trăm này, 3 cộng với 4, 4 cộng 3, 3 cộng 4 bằng 7 này. Đấy, đơn vị ở đây là phía trước đơn vị là gam thì phía sau cũng đơn vị là gam. Tiếp theo chúng ta có 1.000 g, các em trừ đi 500 g. Cùng đơn vị là gam rồi thì các bạn sẽ lấy 1.000, các bạn trừ đi 500 thì bằng 500. Phía trước là gam thì phía sau cũng là gam. 8 g nhân với 6 thì các bạn lấy phần số, các em nhớ là các em phải điền cả đơn vị vào nhé. Nếu mà các em không điền đơn vị vào thì người ta sẽ không tính cái câu đấy của các bạn là đúng đâu. Đấy, phải có cả đơn vị nữa. 8 nhân 6 bằng 48. Phía trước này đơn vị gam thì phía sau đơn vị là gam. 30 g chia cho 5. Ta có 30 chia cho 5 thì bằng 6. Đấy, phía trước đơn vị là gam thì phía sau đơn vị cũng là gam. Các bạn lấy phần số, các bạn nhân chia cho nhau hoặc là lấy phần số cộng trừ cho nhau, phía trước đơn vị như thế nào thì phía sau đơn vị như vậy.
Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Những ai mà chưa xong bài tập số 2 này, các bạn hãy dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập số 2. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, là chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé. Ta có bài tập số 3 như sau. Có bài tập số 3 này. Ở đây là có hai quả đu đủ. Quả thứ nhất cân nặng 1 kg. Quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất là 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam? Như vậy, đây, các em có thể có cái phần tóm tắt của bài này. Tóm tắt của bài này. Ta có quả thứ nhất 2.1 kg. Xuống dòng, quả thứ hai 2 chấm nhẹ hơn quả thứ nhất 100 g. Và chúng ta có là xuống dòng hỏi là quả thứ hai chấm 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 bao nhiêu gam đấy. Đấy thì các em có thể tự ghi phần tóm tắt vào. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần bài giải như sau. Ở đây muốn giải được bài này thì trước tiên các em sẽ đổi cho cô. Đây hả, các em thấy hai đơn vị này nó khác nhau đúng không? Quả thứ nhất thì người ta đang để đơn vị là kg. Quả thứ hai thì lại để đơn vị là nhẹ hơn quả thứ nhất 100 g. Như vậy là hai đơn vị khác nhau thì chúng ta không thể trừ được. Các em phải đưa về cùng đơn vị thì các em mới thực hiện phép toán được. Như vậy ở đây các bạn sẽ đổi cho cô 1 kg thì các em sẽ đổi cho cô bằng 1.000 g. Đổi ra 1 kg bằng 1.000 g. Sau đó muốn tìm cân nặng của cái quả đu đủ thứ hai thì các em biết là quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 100 g. Như vậy các em chỉ cần lấy cân nặng của quả đu đủ thứ nhất, các em trừ đi 100 g thì sẽ ra được cân nặng quả đu đủ thứ hai. Như vậy ở đây quả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là các em sẽ lấy cân nặng của quả thứ nhất là 1.000 g. Đấy, các em trừ đi quả thứ hai nhẹ hơn 100 g, à trừ đi 100 g. Như vậy cân nặng của quả đu đủ thứ hai sẽ bằng 900 g. Và đáp số của chúng ta ở đây là bằng 900 g. Như vậy quả đu đủ thứ hai sẽ cân nặng là 900 g. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được thêm bài tập số. Bài tập này là bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại một chút để tiếp tục làm xong bài tập số 3 nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn là chọn đơn vị đo khối lượng là gam hoặc là kg để đặt vào cái ô hỏi chấm cho thích hợp. Chúng ta có bốn hình vẽ ở đây, chúng ta có một cái quả táo này, một con cá này, một cái xe đạp này và một cái quả dâu tây. Như vậy quả táo, một quả táo thì không thể nặng 100 kg được, đúng không? Một quả táo thì có thể nặng là 100 g thôi. Con cá cũng vậy. Con cá này thì không thể nặng là những 850 kg được. Đấy, con cá thì chỉ nặng được tầm là 850 g. Cái xe đạp này thì sẽ nặng 12 kg. Cái này là bằng kiến thức thực tế thôi. Đấy. Và chúng ta có là đây là một quả dâu. Quả dâu thì nó phải nhẹ hơn quả quả táo đúng không? Đấy, thì quả dâu này sẽ nặng là 10 g chứ không thể là 10 kg được. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong bài tập số 4 này.
Ai chưa xong thì hãy dừng lại để làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 5. Ta chuyển sang bài tập số 5 như sau. Bài số 5 là yêu cầu các bạn là ước lượng cân nặng một số đồ vật rồi dùng cân để kiểm tra lại xem thử có đúng hay không. Như vậy thì cái này thì ở đây cô chỉ hướng dẫn các bạn chúng ta ước lượng thôi, bởi vì là thực ra cô cũng không có cái cân ở đây để quay cho các bạn đấy. Đấy thì nếu như mà các bạn có cân thì các bạn hãy đưa cân ra cân lại xem thử là cái giá trị của chúng ta ước lượng như vậy là đã gần đúng hay chưa. Ví dụ như ở đây bạn này có một cái khối lập phương thì bạn ấy ước lượng rằng là gì? Khối lượng cái khối lập phương cân nặng khoảng là 150 gram. Đây, khối lập phương này cân nặng bạn ấy ước lượng khoảng 150 gram. Rồi, một bạn khác là ước lượng rằng cái quyển sách thì cân nặng khoảng 300 gram. Thế bạn này ước lượng là cái quyển sách này cân nặng khoảng 300 gram nhưng mà khi mà đưa lên cân thì nó lại là 330 gram. Như vậy quyển sách cân được là 330 gram, còn bạn bạn này thì ước lượng là 300 gram. Như vậy là cái giá trị này là giá trị gần đúng, đúng không nào? Ước lượng gần đúng rồi. Đấy, các em có thể ước lượng thêm các cái đồ vật khác. Ví dụ như em ước lượng là ba lô đi học của em cân nặng khoảng là 1.200 gram hoặc là 1.500 gram. Đấy, đấy chúng ta ước lượng trong ba lô chúng ta sẽ có là có sách này, có vở này, có đồ dùng học tập của chúng ta, đúng không nào? Thì các em sẽ ước lượng là khoảng 1.200 gram hoặc 1.500 gram. Một bạn khác thì có thể ước lượng là hộp bút của em cân nặng khoảng 300 gram, đúng không? Sau khi ước lượng xong thì chúng ta có thể cho lên cân điện tử, chúng ta cân và chúng ta xem thử là cái giá trị mà chúng ta vừa ước lượng là đã đúng hay chưa hay là gần đúng rồi, đúng không nào? Cái này thì các em hãy tự thực hành ở nhà nhé. Trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được lý thuyết cũng như các bài tập trong sách giáo khoa của bài Gam trong chương trình là toán lớp 3 bộ sách cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Biết Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.